chịu đi, tôi chịu nè nghe. Đang ra kéo quần mà lên đang chơi ở đi nó luôn đi. Đây xấu gì đây, đây lời nói đâu môi anh đã chắc một ngày kia anh có quay về. Rồi xin chào quý vị, cô chú, chị và các bạn gần xa nha. Bữa nay mình quay khu lịch sinh thái Ông Đề ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Bữa nay mình đi với mấy đứa con mình, với mấy đứa bạn, mấy đứa con mình đi lễ 30 tháng 4 này, đi du lịch chơi. Để mình vô đây coi có cái gì vui á thì mình quay cho cả nhà xem nha. Ở khu này có cái những trò chơi dân gian của miền sông nước mình nha, những món ăn đặc sản của miền Tây. Rồi dịp lễ 30 tháng 4 này các bạn đi chơi cũng khá đông nha cả nhà, đặc biệt là giới trẻ. Cây cắt củi đây ở khu Ông Đề, khu Thái Ông Đề là ở ngoài, là cái đường này, đường ra này ra khu Mỹ Khánh này cả nhà. Một lát có thời gian thì mình đi với mấy đứa vô khu Mỹ Khánh dẫn cho quay cho cả nhà xem luôn nha. Còn nếu mà không có thời gian thì mình đi cái khu sinh thái Ông Đề này thôi. Rồi mình vô có cái gì trò chơi dân gian, có gì vui mình quay cho cả nhà xem luôn. Rồi ở đây là phòng bán vé nha cả nhà. Rồi mấy đứa chuẩn bị vô mua vé nha. Nhiều vé mấy đứa? Hả? Rồi vô khu là sinh thái này là một vé, mỗi một vé 100.000 nha cả nhà. Quải đại đi, quải đại đi, quải chụp đại vậy đi chơi mà. Nay dịp lễ 30 tháng 4 nghỉ lễ rồi, mấy đứa học sinh đi chơi quá đông nha cả nhà. Đứng xích tới nè, chỗ mát nè, xích tới nè, đang chụp luôn tới trên luôn, đứng xích tới đây nè. Ờ lui con nha, lui con dòm xe đó. Ở đứng hàng ngang nha. Rồi mấy đứa nó đang chụp hình cảnh cái nhà. Ngồi xuống đó. Rồi cười lên. Rồi. Rồi mấy đứa chụp vài bộ hình lưu niệm rồi, bây giờ chuẩn bị đưa vé vào cổng nha cả nhà ơi. Vô trong có quay có gì vui quay chia sẻ cho cả nhà xem, cả nhà nhớ theo chân mình nha, cuối video nha. Rồi, mình vào bên trong cảnh quan cũng rất đẹp nha cả nhà. Nghe nó cũng bên ban tổ chức khu lịch cũng tổ chức trò chơi dân gian của xem miền sông nước mà trò chơi của đa số là trò chơi của giới trẻ cả nhà. Yeah.
một chú bé hồi ở châu ở sáu đặt tượng trưng cho mình trong nước. Rồi coi vô cổng phía trong là có hai cái ảnh tượng Phật hai bên nữa nha. Cảnh vô thấy mình thấy cảnh cũng mát mẻ, khá là thú vị nha. Rồi cũng có nhà hàng trong đây, mình ăn ăn uống gì đó thì mình đặt ngay cái nhà. Rồi hiện nay cũng có những quầy bán trái cây đặc sản của miền Tây sông nước mình nha cả nhà ơi. Cũng có nhiều loại trái cây nha. Rồi cái khu này cũng rộng quá, thôi mình quay xương cho cả nhà xem, lướt qua cả nhà. Cái này không quay kỹ được, quay kỹ quá thì không có thời gian. Trong đây cũng có nhiều nhà hàng ăn uống nha, các loại đặc sản miền Tây sông nước mình nha cả nhà. Còn khu vườn ở đây thì bơi thuyền nha cả nhà, ai có bơi thuyền thì qua đây bơi thuyền vui chơi. Đây thấy khá là mát mẻ. Ok, tắm cửa thay đồ. Mình Lan Cần Thơ ngày hôm nay đã có mặt tại hôm nay. Mình xin cảm ơn Mình Lan Cần Thơ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Trẻ, nhà. Xin được cảm ơn MC Hoàng Phái và xin được cảm ơn Mình Lan Cần Thơ rất là nhiều đã cho đợi chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi ngay bây giờ Hoàng Nam xin được trân trọng kính mời Hát Tim. Và xin mời tất cả các bạn này chúng ta chưa tham gia trò chơi, nhanh chóng tập trung lên sân khấu Hoàng Nam và tiếp tục chơi cho mình chơi ngay bây giờ. Bảy chơi trò chơi gì vậy? Chưa biết hả? Các bảo xanh đang thay đồ nên bây giờ chơi chưa mấy em? Bảo xanh nè. Chia sẻ cho cả nhà xem qua cái khu lịch này của ông đề ở vùng biển quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, nó nằm và gần với khu du lịch Mỹ Khánh nha cả nhà. Cái khu này mình nghe nó cũng có lâu rồi nhưng mà mình chưa có dịp đi lần nào nha. Sẵn bữa nay có dịp lễ 30 tháng 4 mình dẫn đứa con mình đi với mấy đứa bạn con mình đi chơi, mình sẵn mình quay mình chia sẻ cho cả nhà xem luôn nha. Mình nghe nó cũng có nhiều trò chơi hấp dẫn cho giới trẻ, trò chơi có trúng thưởng, mình quay trò chơi có trò chơi gì mình quay chia sẻ cho cả nhà xem luôn nha. Cái này nhớ thì chuẩn bị nha. Anh ơi, trò chơi này chơi sao vậy anh? Em cũng không rành. Mình tham gia như vậy, mình đi vô đây mình tham gia trò chơi hay là ở đây cho tôi tổ chức chơi? Dạ, mình vô đây thì có đoàn sẽ tổ chức cho mình. Các đoàn thi đấu với nhau á. Nếu mà chơi riêng lẻ thì nó không có được vui. Thi đấu mình chơi cái đoàn này với đoàn kia hả? Đúng rồi. Tổ chức vậy nó có giải gì không anh? Tổ chức thì riêng khi mà đội mà chiến thắng thì được nước ngọt với trái cây, nước suối với trái cây. Rồi giải của ban tổ chức ở khu du lịch này hả? Đúng rồi. Rồi vậy mỗi một tổ vậy là được bao nhiêu người anh? Không giới hạn. Nếu mà không đều thì chia qua anh khách đoàn khác chia vô cho nó đều. Rồi như là mình thay đổi và đổi lại ha. Anh này anh ở đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Thì nói rồi cũng anh cũng đoàn du lịch đi du lịch chơi hả? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn. Dạ. Thị nè, Phương Thị nè, đang chơi chị. Rồi vô cái khu sinh thái đề này cũng có ban tổ chức chơi giờ chơi nha. Cái tổ chức đoàn này chơi với đoàn kia nha. Rồi ok. Cũng có cho giải thưởng nước ngọt này cho cả nhà. Rồi bây giờ cái áo thun này kia mình nghe cũng nói nhiều phần quà. Phần quà. Nhưng mà cái nhà này giới thiệu có lấy cái đường kia của tổ chức cả nhà. Thì bên đây chung cái tin này nha. Ok, trời ơi. Rồi mình đã quay cái chuẩn bị chơi trò chơi gì rồi cho quay cho cái nhà xem nha. Nhìn cái đĩa nó chơi trắng đồng, mẹ chứ không ai chơi lời.
hứa danh dự luôn, thì mình phải tự hào về chính mình, tự tin lên. Rồi ok, bây giờ nè, các bạn đội nón trắng và các bạn bên đây, chúng ta sẽ gia nhập thành một team. Mình sẽ đấu với team bên đây, ok không? Ok ha. Rồi ok chưa, bây giờ mình sung lên nè. Tất cả các bạn ở Dương Vương đã được chơi hết rồi, cứ việc chơi tự do. Vậy Hồ Nam sẽ tổ chức cho đội này chơi từ bắt đầu, những trò chơi đầu tiên luôn cho nó vui ha. Rồi bây giờ bên đây là một gia đình, bên đây là một gia đình. Hợp nhóm với Hoàng Nam, chọn cho Hoàng Nam một cái tên dễ ra xưng hô để mình cùng nhau tổ chức trò chơi và mình nhận quà đến từ ông đây. Rồi 30 giây đặt tên, bắt đầu. Hợp nhóm tên. Chào ơi, hợp nhóm đặt tên đi đó, một gia đình nè. Hợp lại rồi đi. Đó, hợp lại rồi đi, bên đây là một gia đình của mình nè. Hợp đi, đặt tên đi. Rồi nhanh chóng xung sao lên. Hey. Rồi, ai thay đồ ra mà chơi rồi thì mình đi bơi xuồng luôn. Hoặc là mình qua phim trường bên kia, mình chụp hình luôn. Tất cả hoàn toàn là miễn phí anh nha, xuống nè. Có tên chưa ạ? Bây giờ bên đây là mình lùi vô trong kia giùm em được không? Lùi vô trong đó, cho gia đình mình đó đó. Không mến Nobita này, mình đưa cái bị cho người ta giữ nha Lan. Phải chơi, rồi mình đã có tên chưa? Rồi là lớn cái tên của mình nè, chuẩn bị nè. Chưa ăn hồi năm, đến 1, 2, 3 cùng nhau là lớn cái tên mình nha. Các em có đây biết tên chưa? Rồi la lớn, đội nào la lớn, đội đó được cộng điểm nha. 1, 2, 3, 10 nụ cười he. Nè nhìn bên đây người ta la cái tên nè. 1, 2, 3. Thấy chưa? Thấy chưa? Đặt tên chi mà cho người ta chửi Sukana kìa. Sukana đó. Rồi bên đây là team Sukana đúng không? Rồi bên đây có tên chưa? Ôi là trời, từ nãy giờ có tiếng đồng hồ chưa có tên. 1, 2, 3. Sao kỳ vậy? Chơi xong ở lại ăn uống rồi vui vẻ chứ sao chơi xong mà dâm kỳ vậy? Rồi chơi xâm dâm Sukana. Ok. Rồi ngay bây giờ mỗi đội chọn một thành viên, ai nhảy đẹp nhất bước ra đây mình nhảy một cái coi nào. Hey, lên đây. Rồi, áo nâu bụng tóc ơi, chơi chưa cưng? Áo nâu bụng tóc chơi chưa? Chưa, lên đây hòa hợp với bên đây chơi luôn. Chơi xong nhông nè. Rồi, áo xanh ở dưới chơi chưa? Lên đây chơi chung luôn. Rồi, nhanh lên. Rồi, bước cái này em. Bước cái này, bên đây ai? Đây mẹ. Trời luôn. Dẫn chơi mà sợ gì mưa ghê. Rồi, nhạc vang lên. Nè, lắng nghe nè, nhạc vang lên. Cơ trưởng nhảy điều gì? Cơ trưởng của bên này, cơ trưởng của bên này ha. Cơ trưởng nhảy điều gì? Mình nhảy theo điều đó. Đội nào nhảy xung rồi đó cộng điểm. Ok, chơi xong dâm ơi. Sukana ơi. Sao cơm? Em là cơ trưởng của đội đây. Em cứ nhảy, bên đây là cơ trưởng của đội bên đây. Em cứ nhảy. Rồi, bên ở dưới sẽ nhảy theo em. Ok chưa? Ok rồi. 1, 2, 3, let's go. Hey. Xuống lắm, cao quá, quá tuyệt vời. Thôi, cái điều này tôi chịu nè nha. Cái điều này hơi bị đẹp quá. Ôi quá chắc chồng em ơi. Lên luôn em ơi. Hey, tiếp tục luôn nào. Quy lại Bồ Tát. Đó, cái này nhảy sao này, muốn sao này. Ôi là trời, gọi xuống nha. Cưng lại hết trong đề đó cưng. Trời ơi. Để bên này nhảy trắng hay vô. Một hòa dọc, mình tham gia trò chơi. Quánh tù si tổ quần phóng mương. Trò chơi như sau, hai bạn trai mình ra mình làm nháp trước, kéo, búa, tao, chỉ là ba cái đấy thôi. Ai thua, đứng đây, người thắng tuột quần xong đạp mà thua cái hứ, quất xuống mường. Rồi xong người thắng đi ra làm sao, chút chi tiết. 2, 3, vô, rồi, đứng đây, rồi tuột quần mấy này ra, để xuống mường. Thuộc thiệt chứ em, hai, đã giao rồi. Trời ơi, chơi kỹ trời, chơi thua không chịu tuột quần trời. Thôi làm lại. Nháp không? Rồi làm lại nè, tuột nghe nè Hoàng á. 1, 2, 3. Trời, cái số em sao hồi nãy vô đền thờ cúng chưa cơ? Đúng rồi đó. Vô đền thờ không đề thấp nhang chưa? Rồi đứng đây tụi quần nha anh, tụi quần đấy nha. Thiệt chứ. Thảy xuống đi. Anh bây giờ anh bồng em lên thảy xuống. Thôi bồng bỏ lên thảy bỏ xuống đi. 1, 2, 3. Thảy bỏ xuống đây. Liên bỏ xuống ừ. Thôi vừa bụng tỏ sức gì. Rồi nói chơi không được quần nha. Rồi người nào thua đứng đây cho người thắng đẩy nhẹ xuống. Và lưu ý nha, khi đẩy coi có ai ở dưới hay không, để đẩy trúng cái đầu là đau nha. Rồi tiếp tục luôn, come on. Hey, hey, đẩy xuống đi. Đẩy đếm luôn. Ồ oh, đúng rồi, quá tuyệt vời. Đào đó con sẽ bảo để thua hoài vậy. Tiếp tục luôn rồi. Hey, lên luôn em ơi.
xuống luôn luôn con ơi. Yeah. Tiếp tục luôn là gian sang và giờ trước đây nữa. Hey. Yo, 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 yo. Không sao, bình thường. Rồi xin ra luôn. Rồi áo xanh còn lại qua bên đây chơi thiếu cũng được nè. Cứ mạnh dạng lên, mạnh dạng đi. Chỗ nào mà đang thiếu mình phóng vô mình chơi luôn chung đi, mạnh dạng lên ha. Rồi nè, đứng đứng dòm tới em. Bước tới, bước tới, bước tới, bước tới, bước tới. Sát ở màu vàng chút xíu. Rồi để chơi được trận này xin mời cái đội banh tranh banh ra. Kéo quần lên. Đáng chơi tụt quần là thua. Nhớ nha, nam với nam, nữ với nữ khi đấu với nhau không được khoan nhúng tay chậu, phải nhúng lắm mày. Nhớ nha, nam với nam, nữ với nữ khi đấu không được dùng tay để nhau. Nhưng mà nam đấu với nữ, nữ được dùng tay. Đang hey. Xê. Lắp đi. Lắp bỏ lông. Lắp nửa đi. Lên luôn đi. Chậu lớp ơi, lắp bỏ lông. Em ơi em nào mình lắp đi nè. Lão xanh, trời ơi tôi nhảy xuống bùng lôi tặng xuống được. Hey, đẩy mạnh lên đi em. Come on, C, tiếp tục luôn đi nè. Rồi ok tiếp tục luôn. C, hey, hoa nó xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn. Xuống đẹp luôn. Rồi xin được chúc mừng huynh đài chiến thắng này ha. Rồi ok, rồi xin mời áo nâu màu lạc. Rồi bây giờ có mấy bé biết lội áo xanh không biết lội nè. Bây giờ ngoài nam chơi cho bồ dũng cái nữa. Sau đó chơi cho bồ dũng cái nữa. Rồi ra đi, come back, come on. Rồi đi chơi chi mà đang nghỉ cứ ngoài, cứ ngồi hoài vậy con. Ủa mẹ này. Ủa dạ đi em. Chơi đi, trời ơi đi chơi mà sợ cái gì. Đó, khoan. Rồi bên đây nè, áo xanh, áo xanh. Bước tới, bước tới, bước tới, bước tới, bước tới. Rồi bên đây còn mấy bạn chơi chơi nè, ra đi em. Ra đi, ai chơi chơi bút nha. Nhanh lên. Ok chưa? Rồi, nam với nam, nữ với nữ không được dùng tay đẩy nhau nhé. Nam với nữ, nữ được dùng tay ha. Xong cho này chậu. Hey, come on, say. Chạy đi. Tiếp tục luôn em ơi. Lắc lên đi là nhúng lên đi. Lắc khay bên là lắc khay bên. Con trai được dùng tay. Anh trai không được dùng tay. Anh trai để tay phía sau. Con trai nhào tới. Bớt bớt đẩy đẩy đi nào. Hey, đúng rồi. Đẩy anh đi anh ơi. Em đẩy anh luôn nè. À ha. À ha. Oh, oh. Yo 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 yo. Hey. Tiếp tục luôn. Hey. Hey. Đẩy anh đó. Ừ. Xuống nhẹ. Chào ơi. No 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 no. Chào ơi. Hey. Đẩy mạnh lên đi con, hôm nay con là số 1. Đẩy mạnh đi, đẩy mạnh lên. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wow, oh my god, quá tuyệt vời luôn. Con xé đồ chú ra nè, con lấy cái vũ chú nè, con học tay cái đất chú nè. Hey, tiếp tục luôn. Hey, quá giỏi luôn. Xuống nhẹ, nghĩ sao vậy? Trời ơi, đất ơi dùng tay liền nhỏ luôn. Anh ơi lên. Anh ơi lên.
Bắt con nào là dính ba lấy đó luôn phải không? Yeah. Bắt được mấy con rồi đội á? Thì cũng có cái nhà ăn cho mày thì vô cũng ăn uống vậy nha. Đừng đứng chỗ đó, người ta té xuống đập cái đầu vô mình là đau. Rồi lên đây nhận quà đi con, lên đây nhận quà đi con. Rồi nhanh lên nào, xin mời tất cả mọi người cùng nghỉ giải lao tập trung qua đi bật bên. Em tặng 10 phần quà trái cây cho 10 anh. Trò chơi thắt tóc và gọn gàng lại rồi xuống chơi nghe cả nhà ơi. Chúc mừng đội nào chúng ta chiến thắng nha. Rồi ngay bây giờ sẽ đi gửi tặng quà cho tất cả các em luôn. Rồi ngay bây giờ đội nào tham gia trò chơi rồi mình cứ việc chơi tự do. Và đang sẽ dành khoảng 30 phút cho tất cả. Rồi ngay bây giờ đồ ướt đồ khô vẫn chơi lô tô được bình thường. Và chương trình lô tô show đặc biệt này sẽ được gửi đến tất cả quý vị từ tất cả các bạn MC dễ thương của tổ sân khấu luôn. Tụi em sẽ kêu lô tô và phục vụ vé cho tất cả mọi người luôn. Mỗi lá vé là 10.000 đồng. Nhận qua cho mình 2 phần quà đặc biệt. 1 phần quà trái cây bự giá. Một phần xin được cảm ơn quần hàng rất là nhiều. Và chị thân mến, ngay bây giờ các bạn mình vui lòng mình chơi tự do nha. Để mình sẽ nhận phần quà gấu bông và trái cây dành cho tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện chương trình Lotto Show. Chỉ 2 vòng loại đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay dành cho tất cả mọi người ha. Còn lần đầu tiên mình giải lập 10.000 đồng cho một tờ lá vé nhận về cho mình là 2 phần quà. Một con gấu bông và một bò trái cây nha quý vị. Ngay bây giờ tất cả các bạn sẽ diễn thương cho đến tận nơi phục vụ tất cả mọi người. Mỗi tờ lá vé là 10 đồng cho một tờ lá vé nha quý vị. Vòng loại đặc biệt đầu tiên chương trình Lotto Show để chào mừng lễ 30/4/1/5. Chúng ta tuy là người mình nhưng ta đẹp nhau. Nước chưa cho đời.
nhúng mà nằm sắp xuống kia cơ. Chơi ngửa lên nha, không nằm xuống xuống nha, nhúng một cái là băng cái cây hết trơn nha mấy em. Ok ha, cả lên nha, come on. Xuống người đây, 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 xuống người đây. Một con gấu bông và một phần quà trên cây. Hãy một lời tri ân cảm ơn dành cho tất cả quý vị. Và hy vọng mọi người sẽ dành tình cảm đặc biệt ủng hộ những tay lễ trên tay của MC Hoàng Nam, MC Minh Trí, MC Hoàng Thể trong buổi chương ngày hôm nay luôn ạ. Xuống gì đây, xuống gì đây, xuống gì đây. Lú cây củi giấu, cây củi nhét, cây củi lú ra rồi anh ơi. Sửa lại đi, trời đất ơi chơi cái gì mà xéo xẻo vậy. Xuống gì ra, xuống gì ra, xuống gì ra, xuống gì ra. Vui vui mình à. Xuống gì đây đã lâu lắm rồi không về lại chốn xưa. Lâu lắm rồi không về, chỉ có cái cầu dừa chân trời mắt nơi đi mà. Lên đây vậy luôn nha, tặng quà nè, lên đây chơi nè mọi người.